Hey, 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 hey. Krypton, Black Resta, Outside Touch, Inside Bass. Đỡ bóng bằng đầu gối. Krypton, Rabona nè. Hứa Long kỹ thuật. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, xin kính chúc anh em bạn bè một bầu trời sức khỏe, biển cả tình thương, đại dương tình bạn, sự nghiệp sáng ngời và gia đình thịnh vượng. Cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành cùng với TV Style trong những năm vừa qua. Và bây giờ sẽ là hành trình đi đá bóng thiện nguyện của mình tại quê của nhà vô địch U23 Đông Nam Á, Dụng Quang Nho. Mời anh em thưởng thức. Tôi là Thi Freestyle. Xin chào anh em. Đây là 28 Tết và mình đang ở nhà của Dũng Quang Nho tại xã Phan Hòa, tỉnh Bình Thuận nha. Chiều nay mình sẽ có một trận đấu thiện nguyện tại đây do chính cầu thủ thuộc biên chế Hoàng Gia Lai này tổ chức. Đây rồi, ghé nhà là phải tạt qua cái khu này. Quá trời huy chương, bằng khen luôn nè anh em ơi. Anh em nhận ra các huy chương nào không? Comment vào đây cho mình biết với nào. Còn hai bên là hai chiếc áo có rất nhiều chữ ký của các tuyển thủ Việt Nam chúng ta. Dạ đẹp quá anh em ơi. À quên, giới thiệu cho anh em biết, Bảo Trắng là bình luận viên Anh Đức, người đã kết nối mình với Dũng Quang Nho cho chuyến đi lần này. Và đây là góc toàn cảnh toàn bộ ngôi nhà của Nho, đợt lãnh thưởng vô địch giải U23 Đông Nam Á, là lấy tiền xây nhà liên liên luôn. Các cầu thủ của cả hai đội tập trung ở đây rồi cùng nhau đi ra sân. Đã thay đồ. Sao đi bộ ra hả Nho? Em xin kiến thức là chiến thuật là Quang Nho là phất cho anh Thi, em Thi tặng tôi cho Lukaku nữa. Ý nói Lukaku bên đây đúng không? Em thích vị trí nào nhất? Mới đầu vô tuyển á, là em đá tiền đạo. Tiền đạo? Dạ. Rồi lúc đó là mới 10 tuổi đúng không? 13 tuổi đúng không? 13 tuổi, xong rồi từ từ là về tiền vệ phải, hậu vệ phải, tiền vệ giữa, tiền vệ công, hậu vệ trái. Giờ gì cũng đá được hết. Trung vệ luôn, bây giờ là trung vệ. Giờ là trung vệ rồi đó. Chưa bắt thủ môn, chưa bắt thủ môn đúng không? Ok, lát là thầy gông cho bắt thủ môn lúc tập rồi. Nếu em bắt thủ môn thì anh thấy bóng dáng ai đó quen quen giống em rồi nè. Trời, đây là sân banh mình đá đúng không? Ôi trời ơi, lát nữa mà té một cái thì ta nói. Ôi, đá banh mà cầm gì theo vậy? Đá banh mà cầm kềm búa nữa. Đây là sân vận động xã Phan Hòa, tỉnh Bình Thuận. Không biết có trên Google Maps không nữa, anh em search thử nha. Đá xong trận này chắc dày về chà mệt mỏi luôn. Rồi anh em nào quan tâm với giống mình thì link trong phần mô tả nha. Rồi đây sao biết được là vào hay chưa, tính vào hay chưa, vô sao đây? Lặn tới đây trúng nha. Nguyên bài đá. Sao giờ? Ui, em phải dọn lại không? Em biết nên sao biết nó lăn qua dạch dồi này. Sân bóng đá. Quá trời đá. Còn phía bên sau lưng mình thì ổn, không đến nỗi nào. Thấy vẫn có ít cỏ và cũng khá bằng phẳng ở bên kia. Nay ra đây gặp người quen em ơi. Anh Vinh Jamba. Sân đẹp quá anh Vinh ơi. Sân này đá là đã nè. Kia xây dựng gì nên ra giờ đá không à? Đợi nè, cái xây dựng đường xá này nè. À, xây cái đường này đúng không? Cái đường, mấy cái đường nhựa này nè, rồi xong họ lên trên đó. Bây giờ nói đâu có ai, bây giờ họ trả mặt bằng lại, họ trả kiểu này thì thôi thua rồi. À, hiểu rồi, xây xong rồi, người ta giờ ta đi mất. Nó xong cái đó đi rồi, đi mất rồi. Đường xá nó đi vô nè, bây giờ bị hư hết rồi. Dạ, ta chạy qua chờ. Đá cho vui mà. Dạ, đá vui sao? Đá vui mà. Anh Vinh gần đây không? Đây nè, thôn bên này nè. À, thôn kế bên luôn. À, thôn này xong tới thôn kế bên. Dạ. Vâng. Còn lát nữa rồi. Đá chạy không? Đá chơi chứ. Ấy là lát nữa đi đâu? À, đã xong thì ra quán ngồi thôi. À, ra quán, không có, đặt có ai theo chuyên nghiệp với nhau nữa không? Đây. Thì đây là nãy Vinh, nói là Vinh. Tập đâu Vinh? Vinh. Đây. Là đang tập anh cho like luôn. U ở đây. Hả? U19 luôn hả? Là vô hàng Gia Lai luôn rồi. Ghê vậy. Nhà toàn năng khiếu không? Ở đây mọi người nói chuyện với nhau là xài tiếng Chăm không đúng không? Xài tiếng này.
Hèn chi nãy giờ nghe không hiểu gì hết. Nhưng mà nhiều tiếng vô đọc kinh như anh đang nói nãy giờ thì tụi em nghe là hiểu hết đúng không? Hiểu hết chứ. Mà hai tiếng rồi. Hai tiếng được. Dạ chào anh. Anh tên là Tạ Văn Kiến Thức. Dạ dạ, anh tên gì ạ? Lục. Lục hả? Dạ dạ Lục. Anh Lục này có đá không? Anh huấn luyện, huấn luyện. Nhìn anh quen quen, anh có đá Sài Gòn không ta? Nhìn thấy anh quen quen. Hồi nhỏ đá giờ lớn. À lớn rồi. Rồi lát làm có nữa. Em đá vị trí nào? Được đá chính không? Thì cho em đá chính trước. Rồi cháu anh, đi dây với huấn luyện viên đá chính trước nha anh em. Bên này là FC Sông Hồng, cầu số 9 là Dũng Văn Chính, anh ruột của Dũng Quang Nho, có tham gia thi tuyển khóa hành Gia Lai lứa đầu tiên. Còn đây là người anh thứ hai của Nho, tên là Dũng Quang Tiến, hiện tại đang tập hồi phục sau chấn thương dây chằng nên không tham gia thi đấu được. Giờ là mũi châm nha anh em. Tôi có đăng bài này lên Facebook thì có nhiều người hỏi tôi là tại sao không chọn những sân của đầm hết đơm để thi đấu. Nhưng mà tôi có trả lời là vùng đất này là vùng đất tôi sinh ra, tôi sẽ chọn sân đạo để tổ chức các giải. Khi mà tôi đã có đi ở đây, dù nó có xấu như thế nào thì mong các anh em thông cảm và đừng thế rồi em hạn chế cái gì. Sau đây là tiết mục tân bóng của mình nha, cho chàng pháo tay cái đê. Bình Thuận thì nổi tiếng là vùng đất đầy nắng và gió, nên lúc này gió mạnh lắm, mình biểu diễn cũng có hơi chút khó khăn. Nhưng không sao, mình vẫn cố gắng để chăm chút cho từng động tác đẹp nhất để đáp lại tình cảm của mọi người. Và đây là kỹ thuật Around the Moon, vòng tay qua bóng. Và bây giờ là tân bóng bằng ống quyển lúc đang ngồi nha. Dưới tay và mông toàn là đá không à, nên chống tay như thế này đau lắm. Cũng may là hôm đó không nằm ra, chứ không là đi tông cái lưng luôn rồi. Hôm nay, mang đôi giày đinh TF để đá trận banh thiện nguyện. Sẵn mang nó biểu diễn luôn, giày nào cũng chơi được tốt nha anh em. Xin cảm ơn Dũng Quang Nho, vì nhờ có em, anh mới có dịp được ghé thăm và giao lưu với bà con xã Phan Hòa. Không biết là mấy anh em trên kênh của mình, có anh em nào có mặt tại cái buổi đá banh thiện nguyện ngày hôm đó hay không? Có thể comment vào đây cho mình biết với nha. Ok, biểu diễn xong rồi, giờ thì chuẩn bị vào đá bóng thôi. FC chính thức là của hai ông bầu, một anh tên Chính và một anh tên Thức hồi nãy mình có bắt tay. Và lấy tên hai người, đặt cho đội bóng luôn, nên có tên là FC chính thức. Cầu thủ trong đội đa số là những anh em đá bóng cùng với nhau từ nhỏ tại xã Phan Hòa. Hầu hết đều có năng khiếu bóng đá và có kỹ thuật tốt. Wow. Dạ đâu quá. Như đây là dưới đây. Dạ. Dạ, bên kia nữa. Đối thủ là FC Sông Hồng, là một đội bóng có tiếng và chuyên môn tốt tại Phan Thiết. Hôm nay cả đội từ thành phố Phan Thiết đi xe 30 chỗ xuống đây để đá. Đa số các cầu thủ là bạn bè với chỗ của anh ruột Dũng Quang Nho, đó là Dũng Văn Chính. Ủa vừa mới ra sân rồi giờ mình chạy đến đây mình lừa qua mấy bạn này mình ghi bàn hả ta? Khán giả này nhiệt tình quá vô tới đây luôn trời ơi. Ok. Ừ, hành lang này ngon à. Ô là là, vào bành dứt điểm từ giữa sân luôn. Rất tốc độ. Rồi luôn kìa. Đối diện thủ môn, dứt điểm không vào. Rồi này. Một chạm. Nhận bóng. Ripton. La Cresta. Sân banh thế này mà múa skill ghê chưa? Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa, ghê chưa? Chưa hết biên nha. Ây da, bị cầu thủ đội bạn cắt mất rồi. Và bây giờ là Dũng Quang Nho, quan sát sau lưng trước khi nhận bóng. Bất tường 1-2. Rồi xong, sút chế banh qua rạp xiết luôn.
được hưởng một pha đá phạt ở hành lang cánh trái. Về nha, một trái anh nha. Hay. Phạm lỗi rồi. Thêm một cú đá rất xa nữa từ các cầu thủ áo hồng, nhưng không thể làm khó được thủ môn. Một chạm, ok, đá. Quay sát. Ba nà, ba chục cà. Nhanh. Chuyền bóng cho Dũng Quang Nho. Trọng biên. Ủa chứ anh đâu rồi? À ra biên rồi. Kiểm soát bóng bằng gầm, tân bóng qua đầu. Trời ơi sao toàn áo hồng không vậy? Ấy da. Xúc dây dày luôn. À ha, ai quan tâm cái vớ giống mình thì link cho phần mô tả nha anh em. Sân cát đá để vô tè le luôn, nhưng mà đá được như nãy giờ thì nhìn chung cũng ổn. Bên đây được. Ê Đức. Hay. Giữa được. Và bây giờ là một đường cắt ngang. Có chạm tay không? Không có penalty cho FC chính thức. Dũng Văn Chính. Khỏe quá. Trời ơi, bóng đang lăn em ru, tự nhiên nó nảy lên một phát. Hú hồn luôn. Bị. Trời. Cắt. Ok, xa lưng. Mặc dù mặt sân hơi lồi lõm, khó đá, nhưng cả hai đội đá cũng khá là thanh thoái anh em à. Anh em thấy hay thì follow kênh của Thi Tai KD. Dậy đi. Phát sót qua người hay. Khứa Long. Không vào. Game ơi. Tốt rồi. Đá phạt góc nhanh. Cắn ngang. Một pha cắt bóng tốt của trung vệ đội bạn. Bể xe. Thêm một pha đá phạt góc nữa của các cầu thủ chính thức FC. Đánh đầu, không vào. Quan sát sau lưng trước khi nhận bóng. Đi bóng tốc độ. Thẳng tiến về phía trước. Làm gì đây? Trời ơi, trung vệ số 5 này hay quá. Ai. Hãy nhớ. Một mình Dũng Quang Nho giữa vòng vây các cầu thủ áo hồng. Không có phạm lỗi. Chết. Quả bóng vừa rớt trúng đầu bé áo đen. May mà không sao. Vừa. Ê, đá bên. Chọt khe kỹ thuật. Quả người hay, đối diện thủ môn. Không vào. Chuẩn hay quá. Một pha đỡ bóng hụt của các thủ áo hồng. Dũng Quang Nho. Làm gì đây? Dũng Quang Nho. Trời ơi. Hơi. Ai? Trung vệ đội bạn buộc phải phạm lỗi, chứ không mình qua là thua sao? Nhá. Kiểm soát bóng, quan sát. Tổ chức bật tường. Không bị vĩ. Ăn đi đồng đội ơi. Trời ơi. Trời ơi, xích tí nữa. Đường chuyền ngang hơi nhẹ và khó cho đồng đội rồi. Sát. Chọc. Chọt khe hay quá. Nhận bóng xong là thấy mình đã xuống đến đáy biên. Đây, anh Đức à. Cú dứt điểm ngoài vòng 16m50.
Hơi già, không ăn thua. Hơi đuối rồi, nên nửa sau hiệp 1 mình rời sân cho anh em khác được đá. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số là 0-0 và bây giờ là hiệp 2. Cú đá từ giữa sân của Dũng Quang Nho. Lấy Vinh, bắt đầu Vinh. Thôi bỏ đi, không lấy được đâu. Đường chuyền của Vinh Champa dành cho Dũng Quang Nho. Dũng Quang Vinh mất banh luôn. Tiếp tục là Vinh Champa. Một đường chuyền tốt, không biết vị. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Lúc này thì Trọng Thi đang là người chơi rất cao. Đây là cơ hội dành cho Vang Nho. Và người và đây là một thủ lũ vào Vang Nho sẽ có cơ hội giữ điểm. Một pha xử lý kỹ thuật. Tỷ số đã là 1-0 dành cho các cầu thủ bên phía FC chính thức với pha xử lý vừa rồi. Anh em xem mà thấy hay thì nhớ like và follow kênh của Thi Tai nữa nha. Cái giữ lại. Rồi được được. Được 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 được. Hay da, được chọt khe cho Dũng Quang Nho hơi sâu. Đó Nho ơi. Lấy được. Từ lúc có Vinh Champa vào sân thì tuyến giữa luôn có những đường chuyền bóng ra biên rất chất lượng. Đỡ bóng ra phía trước, dứt điểm góc hẹp, không vào. Trời ơi, đỡ bước một ghê vậy. Một chạm. Vẫn là quan sát sau lưng trước khi nhận bóng. Thả trôi quay lên. Thả đấy cho Dũng Quang Nho chạy nè. Nhớ 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 nhớ. Ây da, gãy rồi. Nhưng cơ hội vẫn còn. Trời ơi. Trời. Dở. Dở. Dắt chồng. Dũng Quang Vinh, Khứa Long kỹ thuật. Hay. Vẫn chưa có bàn thắng thứ hai cho cao thủ áo vàng. Dắt bóng vào phải, gặp về trái. Không được rồi. À. Hay. Nhờ 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 nhờ. Lukaku đánh đầu đâu rồi. Tự Vinh, tự Vinh, việc gì, việc gì. Nè Vinh, nè Vinh, nè Vinh. Racing, racing, racing. Ô là là, trọng tài cắt coi kìa. Giảm tiếp. Rồi, ok. Thi suốt không? Thi suốt là thi chỉ cần đứng nè. À, không phải gì nè. Chỉ cần ra gì thôi. Chỉ cần ra nhẹ rồi. Nhẹ rồi là em cứ làm có góc rồi, thôi. Rồi, ok, ok. Qua từ 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 từ. Khứa Long kỹ thuật. Wow. Như vậy là mình đã có bàn thắng riêng trong trận này và nâng tỷ số lên 2-0 cho cao thủ FC chính thức. Ôi, chào em Vượng ấy. Tranh thủ ăn mừng kiểu này luôn. Anh em hiểu ý gì thì comment cái nha. Anh em xem mà thấy hay thì nhớ like và follow kênh của Thi Tai nữa nha. Sút ngay. Và như vậy thì đã có bàn thắng tiếp theo dành cho chính thức FC. Một thủ dài xếp đáp phạt đến từ bộ đội Vinh Champa Trọng Thi. Chắc là do mặt sân khó triển khai bóng nên hầu như các quả giao bóng thường là sút thẳng vào khung thành. Dũng Quang Nho. Đường chuyền xuống đáy biên quá xịn. Tạt bóng vào trong. Tiếp cái nữa Vinh.
bình luận viên Anh Đức. Sâu Kim hay quá. À, trung vệ đội bạn đã kịp bọc lót. Đức. Hay Vinh. Wow, đường phất bóng xuống đáy biển quá hay. Dũng Quang Nho tạt bóng vào trong cho Dũng Quang Vinh. Thôi Vinh ơi. Lúc này thì bình luận viên Anh Đức đã rời sân. Chết tôi. Cơ hội cho các cầu thủ Sông Ông FC rút ngắn cách biệt. Tỷ số bây giờ là 1-2. Kiểm soát bóng bằng mu bàn chân. Tân bóng qua đầu Dũng Quang Nho. Giọt nhẹ cái chân cắt bóng nè. Ai. À. Không thể lấy bóng của Văn Chính được trong tình huống này. Lấy em. Ok bỏ. Một chạm đỡ bóng. Một chạm điều bóng ra biên. Một tình huống xử lý chân nghịch khá ổn. Đường chuyền về tiếng 2, cơ hội. Hay quá vậy. Một cú sút rất mạnh, bóng tìm đến đúng ngay vị trí của thủ môn. Ném bóng dọc biên. Chưa hết biên nha. Cổ động viên cổ vũ cuồng nhiệt quá. Chi Vela nè. Dứt điểm chân trái. Quá dễ cho thủ môn. Anh em ai đá thì đá, còn tôi ở đây lo chào hỏi cá đá. Trung vệ Nguyễn Hoàng đến từ Phan Thiết. Chết tôi rồi. À, may quá. Suýt tí thì bị gỡ hòa hai đều. Đỡ bóng bằng đầu gối. Kristen Rabona nè. Sân như này mua skill như vậy mà không like không follow là buồn đó nha. Dũng Quang Nho. Một chạm chuyển biên quá hay. Vinh Champa. Dũng Quang Nho dứt bóng kỹ thuật. Outside touch, inside pass. Một chạm vô trong, một chạm vô trong, một chạm vô trong. Khối bay mịt mù luôn. Giữ cho banh còn chưa xong, làm sao mà truyền đây. Phạm Vinh quyết định xuất xa. Cú đá đưa bóng thẳng vào bụi cây. Nhận bóng từ đường phất dài của thủ môn. Ê cha. Bị racing ghê quá. Vẫn là quan sát sau lưng trước khi nhận bóng. Có một cầu thủ của đội bạn sau lưng. Một chạm giữ, một chạm truyền. Rất đơn giản. À. À, ơi. Hãng được. Ôi là la, giật gót hay quá. Cơ hội, cơ hội. Cơ hội trôi qua rồi. Đấy, chết tôi. Hơi già, đeo camera đứng trong đây đúng là vô nghĩa. Mấy người quay content kiểu BV như mình thì chỉ có ra đứng đá phạt góc thì mới hợp lý thôi. Nhỏ lên kìa. Lúc này thì Dũng Quang Nho đã qua đến hành lang cánh trái. Đường tạt bóng cho Dũng Quang Vinh. Không có cú chạm đầu trong tình huống vừa rồi. Đội bạn lấy tay đẩy mình ra, mình chụp lại luôn. Sorry, sorry. Pha này mình giỡn thôi nha anh em, không phải đá xấu đâu. Ây da, cầu số 11 này khỏe quá.
đi bóng rất tốc độ, dứt điểm chân trái ngay bãi đá. Quay trong giữ luôn lỗi bùi quá. Cơ hội cho Dũng Quang Vinh có bàn thắng trong trận đấu này. Khứa Long kỹ thuật chệt góc A trong gang tấc. Kê Vinh ơi, Văn Chính chuyển bóng ra biên rất thoáng, bên đây chóng quá phải lùi về hỗ trợ thôi. Muốn lấy được bóng trong chân của Dũng Văn Chính khá là khó. Thế Vinh đường chọt khe rất tốt của Dũng Văn Chính, cơ hội gỡ hòa cho cao thủ Song Hồng Messi. Bóng đã nằm gọn trong tay thủ môn của FC Chính Thức. Và đó là tình huống cuối cùng trong trận này, tỷ số 2-1. Bye bye, bye bye. Rồi, cảm ơn Chính. Dạ, dạ cảm ơn. Dạ, dạ em biết rồi. Ok, ok. Anh đây đâu? Anh đây. Hả? Kỹ hả? Rồi, cảm ơn. Ok ok. Ok. Thấy quá anh ơi. Rồi, cảm ơn. Cái này nè. Cái gì lo ở vô, lo ở vô. Rồi, đây. Đi lên, đi lên thôi. Đi lên. Cái rồi. Cái phần này hả anh Lý. Rồi. Rồi cho anh em. Rồi, BTV luôn. 1, 2, 3 Ghi bàn. Cảm giác thế nào? Chưa ghi bàn. Đến đây 2 lần rồi. Anh duyên trái rồi đó. Vẫn chưa có duyên. Đây là đôi giày của tôi sau trận vừa rồi. Lúc nãy mang đi thì mới tin, giờ thì chắc không, tôi nhớ rồi. Sau trận bóng thì hai đội có một buổi tiệc nhẹ tại nhà của Dũng Quang Nho. Vui quá trời quá đất luôn. Một buổi gặp gỡ, giao lưu đầy ý nghĩa để mình có thêm những người bạn mới tại thành phố Phan Thiết. Và biết đâu, trong thời gian tới, mình sẽ ghé qua thành phố biển ấy. 22 giờ, mình và bình luận viên Anh Đức lên tàu trở về Sài Gòn, kết thúc hành trình tại Bình Thuận. Như thường lệ, anh em thấy hay thì like và đăng ký kênh. Cùng đón chờ các clip mình trong thời gian sắp tới. Mình là Phạm Trọng Thi, xin chào và gặp lại. Bye bye.